Hello, xin chào tất cả mọi người. Là mình support Hùng đây. Hùng vừa mới đi lấy hàng trên hãng Li-Ning về. Lấy có chục đôi thôi. Nhưng mà trong đó thì có hai đôi giày Li-Ning cao cấp nhất 2023. Và cũng là đôi giày mà có giá, giày cầu lông có giá cao nhất của hãng Li-Ning từ khi mà ra mắt đến giờ. Với giá gốc của đôi giày đó lên đến 1.699 tệ. Hình như là 5-6 triệu gì đấy. Tính ra tiền Việt ấy. Hôm trước thì Hùng cũng có làm một cái video review bóc nó rồi, nhưng mà hôm nay thì sẽ làm một video trực tiếp đập hộp mẫu giày cầu lông Li-Ning cao cấp nhất 2023 của hãng Li-Ning. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có hai đôi giày. Đấy, một đôi là bản có khóa BOA và một đôi là bản không có khóa BOA, và đó là hai đôi mà khách đặt order của bên Hùng. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Nếu mà mọi người đang theo dõi được cái live stream này, chúng ta có thể comment 2 để chào nhau đúng không ạ? Có anh em nào khách quen bên Hùng nào, chúng ta chào nhau một chút đúng không ạ? Chúng ta chào nhau một chút xong Hùng sẽ bóc giày cho mọi người xem, ok không ạ? Anh em nếu là anh em nào nhiệt tình yêu quý Hùng có thể giúp Hùng chia sẻ live stream đến nhiều người hơn với ạ. Mọi người chia sẻ lên chuyện cầu lông hoặc lên trang cá nhân ủng hộ Hùng với nhá. Ok, đã 47 người xem thì tuyệt vời quá. Xin chào tất cả mọi người nha. Nhưng mà chưa thấy comment của ai. Ok, đã có người đầu tiên. Hello rằng em Nguyễn Tùng nha. Ồ, xin chào rằng em Quốc Học nha. Support Hùng đang trở lại nha Quốc Học ơi. Xin giới thiệu mọi người Quốc Học. Tay vợt cầu lông phong trào. Cũng như là trước là học theo chuyên nghiệp rồi, bây giờ lại thành phong trào rồi. Ngày xưa là từ phong trào lên chuyên nghiệp, xong giờ do chấn thương lại chuyên nghiệp đến phong trào rồi. Đấy, Quốc Học là một vận động viên cầu lông chuyên đơn rất là hay. Và đặc biệt là Quốc Học dạy cầu cực kỳ dễ hiểu. Cực kỳ dễ hiểu. Hùng đã, nói chung là Hùng đã từng nói chuyện và xem hướng dẫn của rất nhiều các huấn luyện viên cầu lông rồi. Nhưng mà Hùng cực kỳ ưng cái cách dạy của Quốc Học luôn. Trời ơi, rất là nhiệt huyết cũng như là rất gần gũi. Và đặc biệt là bài tập của Quốc Học rất là đa dạng và hay. Đấy, nếu mà mọi người có nhu cầu học cầu lông ở Hà Nội hay Bắc Linh thì có thể nhắn tin cho bạn Quốc Học để học nha, hoặc cho con em mình học. Học trò của Quốc Học đánh hay lắm. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Xin chào anh Nguyễn Tùng này. Hello anh Nguyễn Đăng Dũng nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh buổi trưa cũng nhiều niềm vui. Hello anh Nguyễn Văn Hưởng. Anh Nguyễn Văn Hưởng là khách quen của bên em này. Xin chào anh Nguyễn Văn Hưởng nha. Bởi mấy người xem thôi, không để mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ Hùng sẽ đổi cam. Hùng sẽ đổi cam và Hùng sẽ... Ok, đập hộp cái thùng này. Hùng sẽ cố định nó vào chân máy đã. Hùng sẽ đập hộp cho mọi người nha. Còn anh em nào muốn chào Hùng nữa không nào? Rồi Hùng sẽ đập xong cái thùng giày này, Hùng sẽ đi ăn. Ok mọi người. Cái bản khóa BOA hộp nó sẽ xịn hơn mọi người ạ. Để thẳng thẳng nhìn cho nó đẹp nào. Ok mọi người, đây. Đây là hai mẫu, hai đôi mà order cho khách có cấp đây, và những đôi còn lại là mẫu mới của Li-Ning. Ok. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây là đôi đắt nhất của Li-Ning đây. Đắt nhất từ xưa đến nay luôn mọi người ạ. Giá gốc theo tiền tệ là 1.699, thậm chí là những đôi của Lindan hay Chenlong hay các thứ đi từ ngày xưa đến nay vẫn chưa có đôi nào đắt bằng đôi này. Và tiếp theo là một là đôi bản rẻ hơn, là bản không có khóa BOA thì hộp nó cũng đều hơn. Đây, nhưng mà bên hãng chuyển cho mình hàng nó hơi bị móp hộp một tí này. Không chuyển đến tay khách nữa thì chắc là nó méo hộp mất, nhưng quan trọng vẫn là chất lượng của hàng. Ok, chúng ta bóc bản có khóa BOA trước nha. Hôm trước thì Hùng cũng bóc rồi, hôm nay bóc ra cho anh em ngắm tí thôi. Ok, đây, cái hộp của nó cũng là bằng cắt tông thôi nhưng mà nó dày thật. Cái hộp này rất là nặng nha mọi người. Ok, lại tiếp tục được bóc cái em này.
bóc tem cái em này. Và lần trước Hùng order cho khách 42 mà lần này cũng là khách order 42. Có vẻ anh em đi size 42. Rất thích đôi này. Đây mọi người. Đôi giày đắt nhất và cao cấp nhất của Li Ning từ xưa đến nay. Và cũng là đôi giày có những công nghệ hiện đại và mới nhất ra mắt. Đây như Hùng đã nói rồi, mỗi tờ một tờ giấy này là một công nghệ. Và Hùng chưa bao giờ có một đôi giày cầu lông Li Ning nào mà có nhiều công nghệ đến vậy. Nhiều những công nghệ hiện đại nhất và mới nhất, thậm chí có những công nghệ Hùng bây giờ mới biết. Đây cho mọi người ngắm một vòng thôi. Rất là đẹp. Ok nha mọi người, cái này thì được tặng một cái túi đựng giày nữa. Lần trước mình bóc mình cũng bị cái băng dính này nó dính vào giấy đựng, giấy bọc. Bóc khéo một tí rồi ok. Đây, hôm trước gửi cho khách thiếu tờ giấy này, mình để ra ngoài mình quên mất. Đây, cấu trúc đế của nó này, cấu trúc của nó này. Lại bị dính cái băng dính này, ghét thế nhỉ. Đó. Đây có một cái túi đựng giày. Cái túi đựng giày. Đấy. Không mấy anh em sở hữu được đôi giày này đâu. Không mấy anh em sở hữu được cái túi đựng giày này đâu. Mua được đôi này cũng đã là đỉnh cao rồi. Đấy. Không phải ai cũng có tiền để mua đôi giày ngon như thế này. Đây, cái khóa BOA đây. Hôm trước thì cái này rút ra thì đấy, xoáy này, nghe tiếng nhá. Đấy. Đấy, hình như là muốn nó lỏng thì rút nó ra, đúng rồi, rút nó ra. Đấy, xong bắt đầu nới. Đấy, mọi người có thể nới lỏng ra. Đấy. Nới dây ra, và muốn xoáy nó lại thì bấm vào. Đấy. Xoáy. Đấy, thế này bấm vào. Xoáy. Tiếng của tiền đấy anh em ạ. Đây rất là ngon nha mọi người. Đây Hùng cái kiểu vải lưới này này. Hùng rất là thích tại vì những cái giày chạy cao cấp Li Ning thường có và giày cầu lông thì Hùng chưa thấy bao giờ, thì đợt này cái công nghệ cái lưới này được áp dụng cho giày cầu lông này, rất nhiều công nghệ luôn. Tên của đôi giày Li Ning Saga 2. Đấy bản khóa BOA Kunsel này, công nghệ mới này. Đây là Probalock. Công nghệ bom này, rất ít khi gặp luôn. Túp tip thì là thường xuyên gặp rồi, Probalock cũng thường xuyên gặp. Nói chung là đôi giày này nhiều công nghệ lắm. Túp RB thì thỉnh thoảng mới có đôi gặp đây. Công nghệ này. Công nghệ bom fiber này, Lightning Cloud này. Probalock này. Kunsel này, carbon fiber plate này, túp tip này, Vaza skin, công nghệ này mới hoàn toàn luôn, túp RB này, đấy, EG 2.5, cái gì đấy, đấy, đôi này có giá gốc tiền Trung Quốc là 1699 tệ, nó phải tương đương với khoảng hình như hơn 6 triệu tiền Việt mọi người ạ. Ở Việt Nam về thì giá nó rẻ hơn, bên giá là 3.8 triệu. Nhưng mà bên hãng họ lại không dán tem giá cho con này. Nhưng mà giá chính xác, giá thị trường chung ở Việt Nam sẽ là 3.8 triệu. Còn bên Hùng đang nhận order dưới 3 củ nha mọi người. Dưới 3 củ. Nhận order dưới 3 củ cho mọi người. Và miễn ship luôn. Đấy, và bóc đôi còn lại cho mọi người xem nha. Đây. Đôi này thì là bản không có khóa. Bản không có khóa này thì cái hộp nó trông nó đơn giản hơn. Nhưng mà nó sẽ rẻ hơn cho mọi người khoảng 500-600 nghìn đấy nha. Đấy. Về cơ bản là nó tất cả các công nghệ các thứ nó đều giống hệt như đôi kia thôi. Đây, cái này vẫn là lưới kiểu đấy thôi, nhưng chẳng qua là cái màu này nhìn nó. Đấy. Lưới này nó là màu trong suốt, còn bên trong thì đây, còn bên trong nó còn có một lớp vải lưới nữa. Nó sẽ rất là chắc chắn an toàn. Còn cơ bản là công nghệ tất cả các thứ, ngay cả mặt đế này,
nó đều giống nhau hết, chỉ là đôi này sẽ không có khóa BOA như đôi kia. Đấy, nhìn cái cổ đôi giày này và đôi kia nó cũng cao bằng nhau thôi. Nó chỉ gọi là hơi cao cổ thôi nha mọi người, sẽ không cao quá và sẽ không dẫn đến vướng cổ chân khi mọi người chạy đâu ạ. Đấy, và nó đảm bảo là nó cái bo cái cổ chân của mình rất tốt, chống lật cực kỳ an toàn luôn. Cái lót này thì êm thôi rồi anh em ạ, dí vào nảy tưng tưng luôn, đệm gót cũng rất dày nhá. Đấy, cơ bản đôi này và đôi kia thì đều để cạnh nhau, tìm sự khác biệt chắc cũng chỉ có cái khóa BOA đi thôi. Hello anh em, cơ bản là nó hơn nhau ở cái khóa đấy thôi, cái bộ khóa đấy thôi nhá mọi người. Với dĩ nhiên cái hộp nó xịn hơn mà nó có thêm túi đựng giày nữa. Đấy, trên này nó có còn hàng chữ gì này, trông nó gọi là nó ngoan hơn. Nhưng cơ bản về các công nghệ các thứ thì nó giống nhau hết, cái kia có hơn cái khóa BOA. Đấy, có anh em nào sợ mà khóa BOA hỏng thì như đâu sau này thì khóa BOA hỏng thì anh em có thể dùng cái loại dây này cho yên tâm, vừa rẻ hơn, lại không phải lo là sau này cái khóa nó hỏng. Đó mọi người, công nghệ các thứ thì vẫn thế thôi. Đấy, nó vẫn đầy đủ các công nghệ đấy nha mọi người. Đây, cái này thì có tem giá của bên hãng dán này, bên hãng nhập khẩu về là 3 triệu. Bên Hùng thì order của giá đang rất tốt nha mọi người. Cái này thì không có tem dán giá, để Hùng tìm xem. À, có chứ. Ok, không phải 3,8 triệu mà là 3,7,50 nha mọi người. 3,7,50 nha, nhưng mà bên Hùng đang order giá tốt cho anh em nha. Đấy, màu đen, anh em nào thích màu đen thì đúng là con này màu đẹp dã man rồi. Đấy, còn lại anh em lại thích màu trắng, có khách đặt màu trắng sẽ 39,5 này. Hôm trước Hùng cũng order cho khách một đôi như này nhưng mà màu đen rồi, cái bản mà không khóa. Nhưng mà Hùng cái đợt đấy Hùng cũng không định nhận order, tại vì nhiều khi order mấy cái đôi này giá nó cao, với cả là lãi cũng chả đáng bao nhiêu đâu, tại vì Hùng order giá tốt lắm nên là nó chỉ lãi hơn những cái đôi giày bình thường một chút thôi. Với cả giai đoạn trước là mình hơi bận nên mình không nhận, đợt này thì có thời gian hơn thì có thể những khách quen, đa phần Hùng đều order cho khách quen mà, chứ khách lạ mình nói chung là tư vấn nó mệt lắm. Nhiều khi họ không tin tưởng lắm ấy, nên là rất ngại nhận order. Đấy, anh em nào khách quen mà ưng thì có thể nhắn tin cho Hùng, còn giá bên Hùng là tốt nhất có thể rồi. Hùng phải nói thẳng cho mọi người. À, Hùng phát hiện ra một điều là đôi giày này nó lại là một bên cam, một bên đỏ à? Hay nhỉ? Giờ mình mới để ý đấy. Này, giờ mới để ý là đôi giày này một bên cam một bên đỏ luôn mọi người, hay chưa? Anh em không cần mic nha, hàng độc luôn đấy. Giờ mới để ý, mọi người thấy không ạ? Nói chung cơ bản nó là màu trắng nhưng mà cái phần đế này đấy, chân trái màu vàng, chân phải màu đỏ cam, đỏ, chân trái màu cam, chân phải màu đỏ đấy. Thì hai đôi này bên Hùng đều nhận order giá rất tốt nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ review đến mẫu mới trên tầm trung là bản rút gọn của đôi giày này nha mọi người. Là bản rút gọn của đôi giày này. Ok, đây. Bản rút gọn anh em, chỉ hơn 1 triệu một chút thôi. Đó. Anh em không có tiền mua bản cao cấp thì bản rút gọn này cũng rất là đẹp nha. Bản rút gọn này cũng rất là đẹp nha. Đây, đôi size 42. Đây. Nó sẽ rút gọn đi một số công nghệ. Đấy, tuy nhiên nó vẫn rất là đẹp và ngon. Đấy mọi người. Mặt đế nha, vẫn đầy đủ công nghệ. Đấy, đế thiết kế các khe rãnh cũng như các hình như kiểu lục giác này, giúp bám nền này, công nghệ ProBalock giúp chống xoắn theo các hướng và giữ ổn định mặt đế này. Đó, đôi này thì giá bán niêm yết của hãng là, giá gốc của nó thì là 499 tệ, tương đương khoảng 1,750.
giá niêm yết của hãng khi nhập về Việt Nam là 1.400.000. Còn bên Hùng thì đang bán chỉ quanh 1.100.000 thôi nhá. Còn giá thì giá chi tiết thì mọi người nhắn tin là sẽ có báo giá. Nhưng mẫu vừa mới ra luôn thì Hùng đã để giá siêu tốt như thế cho mọi người rồi. Đấy, công nghệ này, đấy, mặt đế này, Probalock này. Đấy, cái này có cả non minh kinh nha mọi người. Non minh kinh là công nghệ đế không để lại dấu vết, chống xước cho nền sân, cũng như là giúp cho đôi giày cái lớp phủ ngoài là lớp cao su cao cấp, nó sẽ giúp cho đôi giày được bám nền hơn. Đấy, tiếp theo là công nghệ, cũng có đủ công nghệ Lightning Cloud nha mọi người. Giảm chấn Lightning Cloud cũng là một trong những giảm chấn hàng đầu của Liên Ninh này. Đó, rất là dày dặn lớp Lightning Cloud này. Đó, rất nảy nha mọi người. Chất liệu da lì. Đấy, nửa bên này là da, còn nửa bên này là lưới. Bên trong lớp lưới thì nó sẽ lót một lớp vải rất là dày dặn, nên là mọi người cứ yên tâm là nó cực kỳ chắc chắn. Ui, rất là dày dặn nha mọi người. Lớp vải bên trong nữa. Đấy, bên trong lớp lưới này sẽ là một lớp vải rất là dày dặn. Lớp lưới này cũng khá chắc chắn rồi, nhưng mà lớp vải trong nó còn chắc chắn hơn, nên mọi người sẽ không phải lo lắng về cái độ bền của lớp lưới này, vì bên trong nó đã được lót một lớp rất là an toàn. Chất liệu da cũng rất là xịn nha mọi người. Đây, đó, chất liệu da phần trắng này nó bằng chất liệu da da kiểu trơn trơn, thì chúng ta có thể dễ dàng dùng khăn ẩm để có thể lau chùi và vệ sinh giày. Phần gót này nó cũng dùng chất liệu da ống ánh rất là đẹp này, chất liệu dạng rất là cao cấp. Đấy, đây chính là bản rút gọn của cái đôi cao cấp vừa rồi nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy là nó có đặc điểm, nó khá tương đồng đúng không ạ? Đấy thì Hùng, riêng bản thân Hùng ấy, thì Hùng cũng chỉ đi giày tầm này thôi, tầm giá này thôi. Hùng toàn đi giày tầm này mà. Nó cũng đã là rất là ngon rồi, đầy đủ các công nghệ giảm chấn, bảo vệ chống lật, và đi cũng rất là êm chân, ôm chân, đi rất là thích rồi. Đấy thì anh em tầm kinh tế vừa thì anh em có thể, anh em mình chỉ cần chọn những mẫu này thôi, mẫu trên tầm trung, dưới tầm cao và cao cấp. Đấy, có anh em có điều kiện để có thể trải nghiệm những cái dòng cao cấp hơn thì Hùng đang nhận order giá rất là tốt để anh em có cơ hội trải nghiệm đấy. Đấy thì anh em tranh thủ cơ hội nhá. Mấy nữa năn nỉ Hùng order chứ chắc Hùng đã order đâu. Đây, mẫu mới đây. Mặt này, đấy, thì là màu đen này. Mặt này thì là màu trắng. Màu trắng nhưng mà chất liệu này sẽ rất dễ lau chùi. Chất liệu da này. Nó rất trông, nó rất là thời trang, và form con này cũng khá là gọn và ôm chân. Theo Hùng thấy thì khá là gọn. Như là cái này nó cũng khá là giống giày thời trang. Anh em mà mặc với quần bò thì Hùng nghĩ là cũng sẽ rất là hợp. Quần bò hoặc quần thể thao thì rất là hợp nha mọi người. Đấy. Ok mọi người, bây giờ cũng muộn muộn rồi. Hùng sẽ chào một số anh em này và xin phép là sẽ tắt live stream nha. Ok, Hùng xin phép mọi người tắt live stream nha. Sao từ nãy giờ Hùng không thấy một comment nào nó hiện lên, không biết là mọi người không comment hay là cái Facebook nó ẩn hay nó bị làm sao. Rồi đấy, thì mọi người có thể tham khảo mẫu này. À đúng rồi, thì bên Hùng còn đang sale cái, đây là đôi bản dòng Lightning Saga TD của năm nay là năm 2023 vừa mới ra. Ngoài ra thì bên mình còn đang sale đôi Saga của năm 2022 nha mọi người. Đây, Saga của năm 2022. Ok, đôi Saga của năm 2022 đây ạ. À, giá bên hãng niêm yết là 1.450.000 này. Đó. Còn bên Hùng thì đang sale rất là tốt, giá chỉ tầm 1.000.000 thôi nha mọi người. Còn giá chính xác thì mọi người nhắn thì Hùng sẽ gửi vào giá chi tiết cho. Đấy, 1.450.000, đôi này giá gốc là 1.750.000. Giá thị trường chung, giá niêm yết của hãng nhập khẩu về Việt Nam là 1.450.000. Còn bên Hùng bán chỉ có, nói chung hơn 1.000.000 một ít nha. Cả ship là hơn 1.000.000 một ít thôi. Đó, và được tặng cả quần cán nha mọi người.
Nói chung là nếu mà bây giờ của Li Ninh mà với tầm giá của con này ấy, thì con này sẽ là tốt nhất nha mọi người. Yên tâm là hàng chính hãng, chất lượng, mẫu là 2022 nên không phải mẫu lâu, mọi người yên tâm. Bên Hùng bảo hành đầy đủ 1 tháng cho mọi người. Đấy thì đôi này nó chỉ còn size 41, 42, 43 nha mọi người. Đó. À, nó cũng chỉ còn mấy đôi thôi. Còn nó còn màu này nữa nha. Mọi người không thích màu đỏ cam chói quá thì mọi người có thể lựa chọn màu trắng bạc kết hợp với xanh dương này. Đấy. 1450 này, và đây là công ty của đây là tem công ty nhá. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hải Long nhập khẩu và phân phối này. Đó. Cam kết là hàng chính hãng 100%, chất lượng và bảo hành đầy đủ 1 tháng cho mọi người. Đó. Dòng giày Saga này nó có một đặc điểm là khá là ôm chân, đi cảm giác nó sẽ rất là lạ, có nghĩa là đi cảm giác nó sẽ giống như kiểu nó sẽ đi cảm giác nó rất là hay, nó sẽ khác biệt so với các cái đôi giày cầu lông kiểu kiểu truyền thống, đi vào chân cảm giác nó sẽ khác khác, trải nghiệm về cảm giác nó sẽ rất là hay. Nói chung là đi rất là ngon, đi rất là sướng nên mọi người cứ yên tâm. Với tầm giá này thì với tầm giá 1 triệu thì con này cho dù là những cái mẫu Li-Ning mới vừa mới ra hay các thứ nhá, vừa mới ra thì nếu mà bảo tầm giá này thì không có đôi nào so sánh được với đôi Saga bản 2022 này đâu. Đó. Đây, sản xuất đây. Đây thời gian sản xuất nhá. 16 tháng 7 2022 này, đấy là sản xuất tại Trung Quốc nhé, xong nó còn mất thời gian nhập khẩu và phân phối về Việt Nam nữa đấy. Thì mẫu này không phải mẫu cũ đâu mọi người yên tâm nhé, chả qua là cái thiết kế này ngày xưa nó đã từng được sử dụng ở mẫu ITM 071 hay 073 cái đợt 2017. Người cứ nghĩ đôi giày này là mẫu cũ nhưng thực ra đôi giày này là mẫu mới hoàn toàn 2022 nha mọi người. Đôi trắng đen thì giá hơn 1 triệu mốt một chút nha anh ơi. Đôi trắng đen chỉ hơn 1 triệu mốt một chút thôi, bên em đang sale đấy. Còn đúng ra là sẽ phải 1 triệu tư nha. Nếu mọi người mua ở cửa hàng sẽ là 1 triệu tư. À, đôi bạc này thì chỉ còn một đôi size 41 và một đôi size 42 thôi nha mọi người. Còn đôi màu cam xanh này thì sẽ đôi màu cam xanh này thì sẽ còn size 41, 42 và có cả 43 nha. Cuốn cán vợt bên em vẫn còn anh ơi, nhưng mà anh mua nhanh không sắp hết rồi. Hôm nay em chốt từ sáng rồi, em chốt chắc phải bay mất mười mấy hộp cuốn cán rồi. Đấy thì anh nếu mà anh đặt thì anh nhắn luôn cho em đi, tại vì hàng hàng nó sắp hết rồi thì lại mình lại phải chờ mất mấy tuần. Mất mấy tuần mới có hàng về thêm ấy. Cuốn cán chống trơn của bên Hùng thì dùng rất là sướng, chất liệu thì nó rất là đặc biệt khác loại cuốn cán thông thường trên thị trường. Chất liệu da lộn mọi người ạ. Đây mọi người. Cầm cảm giác rất sướng tay, rất lì tay nhưng mà nó có một chút cái độ bột như kiểu độ bột giống như kiểu bột chống trơn đó mọi người. Dít tay này nhanh khô và chống trơn cực kỳ tốt. Đấy thì anh em có nhu cầu về quần cá thì cũng có thể nhắn tin cho Hùng đặt nhá. Giá thì nó rất bình dân, tính ra cũng chỉ 10.000 một chiếc thôi. Mọi người mua nhiều thì nó còn rẻ hơn một chút nữa đấy. Ví dụ như hộp mà 60 chiếc, mọi người có thể 2-3 người chia nhau thì chỉ có 480 miễn ship, tức là tính ra chỉ có 8.000 một chiếc cuốn cán thôi, mà chất lượng nó phải nói là vượt trội so với tầm giá, với giá của nó luôn. Đấy thì anh em mua giày cầu lông có thể ủng hộ Hùng. Đây, trong tầm giá 1 triệu thì cái đôi Li-Ning Saga bản 2022 này Hùng phải đánh giá nó là ngon nhất. Nhưng tuy nhiên thì dòng này nó sẽ hơi ôm chân. Nó sẽ ôm chân và nó khá là gọn chân, nên là anh em nào mà chân bè thì lại không phù hợp. Đấy. Có anh em nào nãy chưa kịp ngắm giày cao cấp thì Hùng sẽ dành vài phút cuối để quay mẫu giày cao cấp vừa mới order cho khách này. Đây. Đôi cao cấp bản không có khóa BOA. Đây. Bây giờ cũng phát hiện cái này màu vàng, cái này màu cam, rất là độc. Đấy, quay ngược lại cho anh em xem. Vàng, cam. Đó, một chân vàng, một chân cam cực kỳ độc luôn. Còn đây,
Đây là bản có khóa BOA, bản cao cấp nhất của Li Ning từ xưa đến nay luôn. Đôi giày có giá gốc đắt nhất của Li Ning từ khi hãng giày cầu lông của Li Ning từ khi hãng Li Ning ra mắt luôn á. Từ khi Hùng biết đến hãng Li Ning. Đây mọi người. Tất cả những đôi Lindan trên lo hay các thứ đi ngày xưa cũng không có đôi nào cao cấp bằng đôi này đâu nha mọi người. Tất cả đôi này được nhập về Việt Nam với số lượng nó cũng không nhiều. Nên là anh em muốn sở hữu thì cũng phải nhanh tay, không có một thời gian nữa thì cũng sẽ không còn. Nhưng phải đánh giá đôi giày này rất là ngon để khi mà Hùng bán, có nghĩa là cái chất lượng, chất liệu rồi chất lượng rồi công nghệ tất cả các thứ của nó là rất đáng với số tiền chúng ta bỏ ra. Sẽ có nhiều những đôi giày mà kiểu như chất lượng nó không tương xứng với số tiền lắm. Sẽ có nhiều đôi như thế và Hùng sẽ không nhập, Hùng nói thẳng với mọi người vậy. Trừ khi khách cứ đòi mua cho bằng được. Nhưng không thì Hùng sẽ những cái đôi giày mà Hùng không ưng lắm, Hùng sẽ luôn khuyên khách là không lên đặt, hoặc là Hùng sẽ cũng sẽ dĩ nhiên là Hùng không ưng lắm thì Hùng sẽ không bao giờ nhận order rồi. Đấy. Đấy cho mọi người ngắm tí thế thôi. Bây giờ Hùng xin phép kết thúc live stream để đi ăn đây. Chúc mọi người buổi trưa và buổi chiều nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn nha. Support Hùng, bye bye tất cả mọi người. Đôi đen đấy giá gần, em nhận order giá gần 3 triệu nhanh. Giá thị trường là 3 triệu 750. Còn em nhận order thì giá dưới 3 triệu. Hello anh Phạm Hiếu, bên em ship tối thiểu 12 cuốn cán nhanh ơi. Anh thêm 2 chiếc nữa là ok. Anh Phạm Hiếu muốn lấy cuốn cán nhắn tin vào page giúp em nhé. Đôi trắng này thì giá order nó sẽ rẻ hơn anh ạ. Nó dưới 2 triệu rưỡi, em nhận order dưới 2 triệu rưỡi. Dưới 2 triệu rưỡi nha, còn giá chi tiết thì anh nhắn tin cho em. Em gửi báo giá chi tiết và cách thức order cho. Đi nhận hàng order mọi người phải cọc thì tiền trước nha mọi người. Cái đôi trắng này nó còn hai bản màu nữa cơ. Nên là mọi người có thể lựa chọn nhé. Đôi đen này nó thì chỉ có một màu đen này thôi. Nhưng cái mã trắng này nó còn có hai màu nữa. Đấy. Hai màu nữa, nó có cả màu đen và nửa trắng nửa đen các thứ nữa. Đấy thì mọi người ưng thì có thể nhắn tin cho Hùng order nhé. Đây là giày cao cấp full công nghệ của Li Ning. Đấy nên là giá nó cũng sẽ không không rẻ lắm đâu. Nhưng mà Hùng nhận order thì nó có thể nói là rẻ nhất có thể bán cho anh em rồi. Tiền nào của ấy mà. Không thể đôi giày mà 3-4 triệu mà mọi người đòi mua ở mức giá hơn 1 triệu được. Rồi Hùng xin phép kết thúc live stream cho mọi người. Ai thực sự có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho Hùng. Cứ nhắn tin cho Hùng hoặc thậm chí đơn giản là muốn tham khảo giá một chút thì cũng cứ nhắn tin nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.